khoai này gì ta được khác bác mà là chắc nó khoai nó bán video nên là nó mới mình ngồi nó không ấy cha ai bảo còn video cứ ngồi chém gió đi kiếm bộ bài ở đây ngồi được có nghĩa là bọn nó không biết tiếng thôi. Lại lòng tiếng vào nó đông làm gì anh qua cháu cháu ồ đi qua còn mặc cả áo giản di xong rồi sau mặc gì chứ đỡ chẳng trường cháu lên quay trường nó hàn thì suốt quần áo bình thường có gì đâu kể cả chú thấy cháu xuống ao bắt cua bắt ốc các kiểu là sao đâu nó còn thích thì nó còn thích bắt cua bắt ốc rồi nó không thích ngồi này ở nước ngoài nó cứ quay đi xong rồi kiểu cả người Việt Nam tự nhiên cũng như là ví dụ mình xuống ao bắt cua bắt ốc mò cá các kiểu này nó tự nhiên nó thích tự nhiên hơn. Trưa này mẹ em đi quay kiếm mò. Nhưng nó không nhiều. Chết. Hơn tiếng. Hơn tiếng mà nó không được nhiều bây giờ ví dụ mò chứ mò từ đây đi đi đâu nhấc máy đi. Ừ, mò dọc suối mà làm gì phải nhấc máy đi cứ cầm đi theo thôi. Ê, cầm lên mới được một máy. Cầm nó xoa được mấy máy. Trong ngồi như này trong được 6-7 máy thôi. Ừ, thì cầm đi chuyển dần. Đi sang mẹ chuyển đi tiếp. Có gì đâu. Cần mò quay nha. Bây giờ nhá, mỗi một cái máy được 1 tiếng, 6 cái được 6 tiếng. Cũng thế không là cho đánh cá ở đây, thì máy cũng xung quanh bữa nào. Trời đấy. Nào ở bên nữa đi quay bọn câu cá trên này. Cháu ở dưới kia toàn đi bờ hồ bọn câu cá tới dưới Hà Nội. Hôm nào đi ấy, hôm nào đi quay đi chơi cua, chơi ốc. Quay mỗi cái làm gì? Đại diện. Quay 7-8 cái đi. Ôi, một cái đấy, một cái thả mấy người ra cái lưới này, bảy trăm cái, bảy trăm cái là mình cắt những cái, hai tiếng một cái, nó nằm theo tập, hai tiếng một tập đấy, bây giờ cái trong nó làm gì thì nó khác nhau với bọn trẻ con ở trong của nước ngoài tính thích cái béo. Như này nó khoán cho mình bao nhiêu ngày, bao nhiêu tiếng. Không khoán nó hay là mình cứ có. Một cân thì nó khoán cho mình. Đấy gọi là một cân. Nó khoán cho mình. Bọn kia đi câu cá kìa. Đấy. Có đi quay một câu cá, cứ đắm, cứ cắm nó ở đây. Khi đấy phải mua thêm thịt lạc thịt vòng. Có đây có 2 cục. 8 máy điện thoại đang cũng mua 2 đợt cái, nhưng mà ít thế. Lóc đó, cũng lắp phim. Một còn mất vân tay, mất ai cửa lao cái kiểu. Mai tiền cái, còn mấy trăm thôi. Đang tìm. Nó mất ai cửa lao, chỉ nó không ai cài được clip khác không? Không, không phải là không cài clip khác mà kiểu ý là... Không cài được, riêng iPhone mất ai cửa lao không cài được một cái gì hết. Thằng cái gì hết, cũng không có gì hết. Mà dùng không có mật khẩu thì cũng bảo chả có gì. Ừ. Đây là và nha. Sơn nó cắt, ví dụ như video này nó, ví dụ như mỗi một cái nó được một tiếng. Cái hai cái nó được 2 tiếng. Thế và tiền thì tập thì không phải là nó đã như thế mà kiểu cắt ghép lung tung vào. Không ghép, nó chả ghép được. Cứ thế là giao thẳng. Thế nó lại vẫn giống nhau. Giống gì nó khác góc. À, ừ. Tôi hiểu ví dụ một cái máy ở kia nhá. Máy bên này nó hai cái khác nhau. Ừ. Với chung một lời nói. Nhưng mà nó lại khác nhau. Ở cái địa điểm khác nhau. Cũng nghĩa là người ngồi chỗ này, người ngồi chỗ kia. Vâng. Thế bây giờ chú ở một cái máy đằng này, cái máy đằng kia nó khác nhau. Ừ. Nghĩa kiểu máy quay đằng kia thì quay đằng này. Nhưng mà chú hiểu nhá, ví dụ một cái máy đằng này nó ở một kênh. Nhưng máy đằng kia nó lại kênh khác. Nó đã khác nhau đấy, nó không phải ở một kênh, có nghĩa là máy kia nó quay thằng Khoa Anh không quay chú, cái máy kia quay chú quay nhiều hơn. Vâng, đây ví dụ như mà cái video đấy nó lại ở một khác, ví dụ chú hôm nay cháu quay đứng chú đây, cháu lại lấy thêm cả video ở kia nữa, ví dụ một video 2 tiếng, mấy video nữa xong là cháu lại ghép cả chỗ video 2 tiếng và nó sẽ khác nhau đấy. Thế chú bảo nó ghép khác nhau, chả chú là YouTube nó không ở cùng một loạt kênh giống nhau. Là của người này người kia, mỗi người chỉ được một ấy là một video lên, không bao giờ có cùng nhau. Đoạn kia như có con rắn rồi, cá quẫy chưa quẫy, khó khó. Quẫy lâu lắm rồi. Quẫy to. Nó không nhớ nên ăn cỏ đây rồi nó bơi bơi ra. Đây nó được chiếm. Ừ, nghe nên ăn cỏ mà, nó đói nên ăn cỏ. Cái là câu gì đó phải. Ở bên kia đèn xì luôn hàng đàn. Không là cháu mình đắp cái ao vào cát. Hay là chú bơm nước đi. Bơm nước đi đâu đấy? Chuyên rồi, không nó chảy xuống. Đâu, không làm cát thì sao mà bắt xong lại để chứ.
hôm nọ xem video bọn nó chơi, hai đứa nó chơi cái chơi ba cây với nhau, xong chơi một quần áo gì mà nó cuốn lại rồi. Nó mặc 4-5-6 cái áo mà đầy bọn làm như thế mà. Xong bắt đầu chính như thế mới nhiều người xem ấy. Đến lúc cái đứa nó cởi hết ra, mặc đắp cái quần slip, xong mặc đắp 50 rồi áo quần, rồi sau cởi hết ra cái đứa nó cho cái chân.